La 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 la. Sammy ơi, Sammy. Sammy ơi. Sammy. Kêu gì đó? Alo. Tôi không cần nè, ra đây ra đây. À, đây là tên phong cận Beo U. Gì vậy? Cái gì tên phong cận Beo U? Gì? Tào lao. Tôi là phong cận sáu muối mà hiểu không? Phong cận sáu muối chứ phong cận Beo U gì tào lao lao. À mà quên nữa. Hôm nay bà có muốn đi cắm trại chúng tôi không? Hôm nay tôi lại tiếp tục đi cắm trại nữa nè. Đi không? Trời ơi, cắm trại hoài vậy trời. Trời, có khi nào ông là phong cực cắm trại không vậy? Trời, chán mà có gì khác không? Trời ơi, trời, dạo gần đây mấy bạn fan trên kênh của tôi gọi là kêu tôi đi cắm trại nhiều lắm. Cho nên là hôm nay tôi quyết định tôi sẽ tiếp tục đi cắm trại. Còn bà không muốn cắm trại đúng không? Không muốn cắm trại thì thôi bà ở nhà mình đi, tôi đi đây. Ê, trời, nói đùa, trời ơi. Ông, sao? Tôi cũng chán lắm chứ, tôi nói đùa thôi. Chứ ở nhà chắc mình cũng buồn. À, ok. Vậy là bây giờ muốn đi cắm trại chung đúng không? Ok, vậy thì đi. Rồi. Trời ơi, trời, mày đặt kêu rồi. Thôi trời, chán cái kiểu cuối cùng cũng đòi đi. Ok bạn ơi. À quên nữa, mình phải chào bạn fan đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini world mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, mình xin cảm ơn tất cả những bạn fan nào ngày hôm qua đã ngồi xem livestream của mình để mình ăn mừng 1 triệu subscribe anh em. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã đăng ký ủng hộ cho mình nha. Và hiện tại kênh YouTube Phong Cận TV đã đạt được 1 triệu người đăng ký rồi anh em ơi. Yeah. Trời ơi là trời, tôi không ngờ một ngày nào đó tôi có thể đạt được 1 triệu người đăng ký luôn á Sam. Ghê không? Đó, Phong Cận đã trở thành YouTuber 1 triệu subscribe các bạn ơi. quá đã luôn. Cảm ơn tất cả những bạn nào đã đăng ký ủng hộ cho mình để mình có thể đạt được cái nút vàng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Và sắp tới đây mình sẽ tạo một số những cái event để mình tặng quà cho những bạn fan nè. Và mình sẽ gọi là làm thêm những cái video kỷ niệm 1 triệu subscribe nữa. Các bạn nhớ đón xem nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video cắm trại hay nào. Let's go. Chưa, ông đi cắm trại mà tôi còn chưa biết ông cho tôi đi cắm trại đâu mà sao ông dẫn tôi đi hả? Thì ơi. Trời ơi, hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở một cái nơi mà chưa từng có ai cắm trại luôn, nghe ghê không? Nghe gì mà kinh khủng ghê vậy? Trời ơi, chỗ nào vậy? Nghe lạ hoắc là hơi vậy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cắm trại trong bồn cầu. Ta da. Giỡn. giỡn thôi trời. Bà nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà cắm trại trong toilet vậy? Tôi giỡn mà. Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở một cái nơi gọi là rất là đẹp luôn. Bà nhìn thấy hai cái phi thuyền nè. Bà bộ bà không nhận ra chúng ta sẽ cắm trại chỗ nào hả? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cắm trại ở trên mặt trăng. Ghê chưa? Mặt trăng. Trời đúng ơi, rồi. Ông có bị gì không trời? Mà trên mặt trăng có oxy đâu mà thợ mình lên nó cắm trại mà chết luôn hả? Trời ơi, yên tâm đi. Tôi bây giờ là tôi chán cắm trại ở bên dưới trái đất rồi. Bây giờ là Phong Cận gọi là chán cắm trại ở bên dưới mặt đất rồi bạn ơi. Mình là bây giờ mình muốn lên trên mặt trăng mình cắm trại luôn, nghe ghê không trời? Lên tuốt trên mặt trăng, cắm trại trên mặt trăng luôn. Nghe hấp dẫn chưa? Ông lên cắm trại mặt trăng xong là bạn với người ngoài hành tinh luôn à? Ghê đúng vậy? Rồi, tôi lên mặt trăng rồi tôi cắm trại cho mấy người ngoài hành tinh luôn á. Rồi ok. Mà bây giờ bà có đi chung tôi không? Bà không đi thì bà về nhà đi. Trời tôi đi mà. Ok rồi, đi đúng không? Rồi đi. Rồi bây giờ lấy đồ đi nè, tôi chuẩn bị rất là nhiều đồ hôm nay luôn nè, lấy hết đi. Đó, bình oxy nè, tôi sẽ lấy hết mấy cái bình phía trên nha, bà lấy mấy bình phía dưới đi. Đó, bình oxy để mình lên mặt trăng mình thở nè. Đó, đầy đủ mọi thứ luôn. Nhớ đeo bình oxy vô nghe chưa? Rồi, giờ leo lên phi thuyền nè, leo lên. Được. Chuẩn bị nha. 1 2 3 bay lên. Rồi ok bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên trên mặt trăng để cắm trại nha. Rồi, để coi ai sẽ người lên trước đây. Tôi nghĩ rằng là phi thuyền của tôi là bay lên trước rồi đó. Bye bye nha. Eo, thấy không? Phi thuyền của tôi bay nhanh chưa? Trời ơi, phi thuyền của Sammy bay chậm quá. Trời ơi, phi thuyền mình bay nhanh quá bạn ơi. Rồi ok, lên mặt trăng thôi nào. Let's go. Ui, mấy bạn ơi. Chúng ta đã đến được mặt trăng rồi nè. Wow, tới nơi rồi bạn ơi. Mấy bạn ơi, tới nơi nè. Ui trời ơi. Ui nhưng mà khoan, tại sao chỗ này lại nhiều quái vật quá vậy? Thôi xong rồi chạy Sammy ơi, chạy qua đây. Chạy qua đây. Ui nó hút Sammy kìa. Ui nó hút kìa. Ui chạy. Ôi Sam ơi, tôi chạy nè. Ở chỗ này bây giờ nhiều quái vật quá, chúng ta phải tiêu diệt bọn nó thôi. Mà bây giờ có kiếm nó mà tiêu diệt chứ, tiêu diệt bọn nó mà cách nào đúng không? Rất là đơn giản luôn. Tôi đã chuẩn bị đồ hết rồi, coi nè, nhìn nha. Mình có một cái bàn chế tạo ở đây nè, chúng ta chỉ cần để cái bàn chế tạo ra. Sau đó mình sẽ lấy cái cây này là cái cây cúp nè, hiểu không? Mình sẽ đào mấy cái cục đất ở bên trên mặt trăng nè, đây.
mấy cục đất trên mặt trăng này rất là quý luôn á nha, không phải bình thường đâu nha. Coi tôi nè, tôi lượm nè, đó tôi lượm được 30 cục nè, thấy không? Rồi 30 cục này chúng ta bấm vào bàn chế tạo, chúng ta sẽ chế tạo được một cây súng và chế tạo được rất là nhiều đạn luôn. Ghê chưa? Ghê chưa? Xịn sò vậy? Xịn chưa? Xịn chưa? Rồi ok, có súng rồi nè. Sammy cũng chế tạo súng đi. Nhanh lên. Dạ ok ok. À, tôi chế tạo được cái súng nè, xong chế tạo được đạn luôn. Đúng rồi, chế tạo được đạn luôn mà. Ở chỗ này nhiều quái vật quá bạn ơi, bạn coi nè. Trời ơi, xanh đỏ tím vàng, quá trời quái vật luôn. Mình thấy con quái vật màu đỏ này là con hung dữ nhất nữa bạn. Ủa, hình như nó đang muốn hút mình đó bạn ơi. Trời ơi, kinh khủng quá. Bạn có súng chưa? Đây đó, súng rồi. Rồi ok. À. Bây giờ chuẩn bị nha, đi tiêu diệt hết mấy con này đi rồi chúng ta bắt đầu gọi là cắm trại trên mặt trăng nào. Ê, mày bắn mày nè. Ok, mình đã giết được một con rồi nè. Hai con. Ôi, trời ơi. Ôi Sam ơi nó quýnh tôi. Sam ơi, phụ tôi. Ôi, Sam ơi, để tôi đánh phụ. Á, con này nó cắn tôi nè. Yên tâm mày. Có tôi đây, tôi bảo vệ cho. Trời mày hả mày. Rồi qua đây nè, qua đây nè. Ôi có con màu trắng nè. Ui con màu trắng nó chơi, nó chọi bơm. Sam ơi coi chừng nha. Trời ơi mày ghê. Cái con màu trắng nó không đánh bình thường đâu Sam. Con màu trắng nó chơi là nó chơi chọi bơm á nha. Coi chừng á mày hả màu trắng. Ui nó chọi bơm tôi nè. Ôi ôi mày dám chọi bơm tao hả mày? Mày chọi bơm tao hả mày? Mày đâu? Ui hết đạn. Ui bơm. No. Trời nó chọi bơm tôi quá trời luôn nè. Ôi, còn cái con màu đỏ thì nó cứ nhào vô nó hút mình đó bạn ơi. Cái con màu đỏ này nó có hai cái sừng nè. Nó cứ bay vào nó hút mình, nó mà hút trúng mình cái chắc mình lòi ruột luôn quá. Ôi, mày hả? Mày. Ui. Nó chuẩn bị hút mình nè. Quá trời luôn. Thấy không? Nó chuẩn bị hút nè mình nè, bạn thấy không? Nó gồng lên xong nó hút mình nè. Con này hình như là nó không phải là con người ngoài hành tinh bình thường. Nó là người ngoài hành tinh gọi là người ta gọi là con gì ta? Người ngoài hành tinh trẻ trâu, đúng rồi. Trẻ trâu nó có hai cái sừng, nó nhào vô nó hút mình đó bạn ơi. Ôi. Con này là trẻ trâu chứ bò tót cái gì? Mày hả mày? Ừ, ok còn, rồi. Còn bên này là phong còn. Thì còn mày, rất mày. Là nhiều luôn nè. Bây giờ tôi đang giết từ nè. Ôi nhiều quá bạn ơi. Ở sao mày, tôi nghĩ là chúng ta giết mấy con xung quanh đây thôi là chúng ta bắt đầu chúng ta cắm trại thôi chứ không cần phải giết hết đâu. Đúng. Chứ trên đây trên mặt trăng mà nhiều lắm, giết hết chắc đến ngày mai luôn quá. Rồi ok. Thôi, ui tôi bị đói rồi, chết tôi rồi. Sao ơi, bà có bàn chế tạo không? Trời ơi, tôi phải chế tạo đồ ăn mới được. Tôi có đây, khó. Trời ơi, tôi chưa đặt. Quăng nè. Quăng ra nhanh lên, quăng ra, tôi đói bụng quá, nhanh lên, tôi còn có một máu à. Đây. Ok đây, rồi, bấm vô bàn chế tạo nè. Bây giờ bàn chế tạo chúng ta sẽ chế được bánh mì nè. Đó, thấy ghê không? Mấy cái cục đất ở trên mặt trăng có thể chế tạo được bánh mì luôn nha. Ok, ăn dần vô. Tôi đào thêm. Đào thêm đi, mấy cái cục đất này là chúng ta có thể chế tạo bánh mì đồ cái kiểu nhiều lắm. Trời, hấp dẫn lắm luôn. Cục này nó quý hiếm vậy ta. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là chúng ta đã cần chuẩn bị đồ ăn đâu. Chúng ta lên đây chúng ta đào mấy cục này thôi chúng ta cũng có đồ ăn luôn á nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ gọi là cắm trại thôi nào. Để mình xem coi. Cắm trại chỗ nào vậy ta? Ở trên này mình thấy có 4 cây cột đẹp quá nè. Mình nghĩ rằng mình sẽ cắm trại xung quanh đây đi. Ok, tôi chọn chỗ này nha. Sammy ở bên này đi, được không? Tôi bên này cho đẹp. Đó, rồi ok. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ chúng ta đã gọi là tiêu diệt được xong hết mấy con quái vật trên mặt trăng rồi. Bây giờ đến phần gọi là chúng ta sẽ gọi là xây liều cắm trại nè. Ok, xây liều cắm trại để chúng ta chuẩn bị cắm trại nha. Thì cái đoạn xây liều cắm trại này mình nghĩ là mình sẽ tua nhanh để cho đỡ nhàm chán nha bạn. Lần nào vào trong video cũng xây liều cắm trại hết thì các bạn xem chắc chán lắm đúng không? Cho nên là mình sẽ tua nhanh đoạn này nha, để xây cho nó nhanh luôn nha. Ok, let's go. Rồi ok bạn ơi, mình đã xây xong cái liều cắm trại của mình đây nè. Đó, xịn chưa. Rồi ok, vẫn là cái liều hình tam giác mà bọn mình hay xây bình thường nè bạn. Đó, nhìn cũng rất là bình thường, nói chung là nó bình thường, không có gì để nói hết. Ok, để mình qua coi Sammy sao rồi. Trời, Sammy nãy giờ chưa xây xong đó hả? Tính ra là tôi xây xong từ nãy giờ luôn rồi đó. Trời, sao xây nhanh vậy ta? Tôi không biết luôn á. Trời ơi, do Sammy nướp quá thì có, chứ tôi xây thấy nhanh mà, thấy không? Này tôi xây có tí là xong rồi nè. Thôi Sammy cứ tiếp tục xây nha, còn bây giờ tôi sẽ gọi là chế tạo thêm đồ đây. Ở chỗ này còn con quái vật nè, để mình lấy súng mình bắn nó. Ây da, ui, nó hút mình đó bạn ơi. Mình chưa kịp lấy súng rồi nó hút mình luôn. Mày hả mày? Trời ơi, mấy con quái vật này nó nguy hiểm vãi bạn ơi. Ồ, thôi không được. Mình phải đi vòng vòng đây mình coi còn con nào mình giết nó luôn. Ok. Đây là úa trời ơi, nhiều quá. Ôi, trời. Sammy, qua đây. Ui, bà nhìn bên đây nè, bà thấy gì bên đây không? Không, tôi thấy tầng mây à. À quên tầng sao à. Qua đây, tôi cho bà coi nè. Trời ơi bạn ơi, bọn mình đang đi cắm trại ở trên mặt trăng mà bọn mình còn kiếm được thêm một cái thứ gì đó rất là bí ẩn ở trên mặt trăng nữa bạn ơi. Hình như là một cái hòn đảo ở trên mặt trăng hay sao á. Qua đây nhanh lên. Ui, qua đây Sam ơi, qua đây coi nè. Nguyên một hòn đảo bay trên trời luôn. Wow, coi nè.
Ôi ôi, bên dưới đây còn có thêm mấy cái cây gì mà nó có đủ thứ màu luôn nè. Sao coi nè, màu tím nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, có hết luôn nè. Wow, bọn nó đang phát sáng kìa. Ok, để mình thử mình lấy một cục coi được không nha. Ủa, hình như mình lấy không được các bạn ơi. Mình đập cái là nó bể ra luôn rồi, mình không lụm được. Wow, ôi nhưng mà cái này đẹp quá nha. Nhìn nè, quá trời đẹp luôn. Ôi, mấy cây này làm cách nào để mình đem nó về trái đất được không ta? Mình nhìn thấy mà nó đẹp quá anh em ơi. À, khoan nào, bây giờ chúng ta sẽ leo lên thử gọi là cái hòn đảo bay trên đây. Chúng ta coi trên đó có gì nha Sammy. Ok. Ok, ok. Rồi, mình sẽ đào thật là nhiều những cục đất nè để mình đặt lóc mình leo lên. Mình leo lên trên cao thử xem coi trên đó có gì nha. Ok, ok. Rồi các bạn ơi, mình đã đào được rất là nhiều block luôn rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đặt block, chúng ta leo lên nha. Rồi, Sammy ơi, tôi đi trước nha. Ok, leo lên nè, leo lên nè. Rồi. Trời ơi, đợi tôi giờ ông đâu rồi? Ông đặt đâu vậy? Tôi đây nè, tôi đây nè. Hay hay là bà dùng cái móc leo á, bà leo lên cho nhanh. Nè, bà dùng cái móc leo, bà leo lên cái cây cột mà tôi đang xây nè. Đó, đang xây nè. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ dùng móc leo mình bắn lên đây các bạn ơi. Đó, là mình bay lên nha. Ui, mình thấy được gì kìa. Tôi sắp té rồi. Ông sao? Ui, may quá tôi lên được Sam ơi. Xém nữa tôi té chết rồi đó. Ui, tôi còn 3 mẫu Phong ơi. Trời ơi. Không sao, cố lên, leo đây nè, tôi sắp leo tới nơi nè. Ok, tôi đào này ra phụ cho bà nha. Đập này ra nè. Ấy, đập ra không được, cái này mình phải dùng sẻng mình đào rồi, không được. Thôi để sao, để tôi đặt lên, nhanh mà. Leo lên đi, Nhanh rồi, quá. Leo lên. Rồi, Sammy lên tới nơi nè bạn ơi. Ui, Sam ơi, coi nè. Trời ơi, tôi không ngờ là ở trên mặt trăng bọn nó lại có những cái cây đẹp như thế này luôn. Sammy coi nè, mấy cái cây màu tím nè, trời ơi, đẹp phải. Trời ơi, bạn ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nha, suốt mấy năm trời mình chơi Mini World đây, lần đầu tiên mình thấy ở trên Mini World nó có gọi là một cái hòn đảo trên mặt trăng luôn á. Có bạn nào biết mấy hòn đảo này không? Chứ mình đây là lần đầu tiên mình thấy luôn nha. Wow, hay là do bọn mình nước quá ta, mình không biết ta. Ok. Ui, bên đây có cái gì màu trắng trắng nè, cái cục gì vậy? Ui, ui, cái này là mây. Ôi, Sam ơi, cái này là mây nha, đừng có bước vô nha. Cái mây này mình bước lên cái là nó sẽ bị bể ra đó. Ờ, thấy không? Nó bể ra, thấy không? Đó, nó bể ra nè. Trời ơi, không được. Nguy hiểm quá. Bọn nó bể ra cái là mình rơi xuống dưới đất luôn á. Rồi, tôi coi bên đây có gì không nha. Ai, không biết là trên đây có quái vật không ta. Mình nghĩ là ở trên những cái nơi đẹp như này thường thường nó sẽ có quái vật đó các bạn ơi. Ôi, bên đây có mấy bông hoa gì đẹp quá nè. Đâu? Ui, Sam ơi, quay tôi cho coi nè. Qua đây. Đâu. Tôi tặng cho Sam một cành hoa đây, nhìn nè, quá trời hoa luôn. Ồ, trời đẹp hoa chưa? Này đẹp hơn hoa ở dưới mặt đất luôn á, nó phát sáng nè. Đúng rồi, quay coi nè, đẹp vãi. Trời, cái hoa này mà đem về trái đất là bán ở trái đất là nhiều khi được đến mấy trăm kim cương luôn á nha, đừng đùa. Ok, tôi lượm hết. Tôi đem về trái đất tôi bán nữa, bảo đảm ở trái đất anh Dịch đồ hay là Timmy đồ không có mấy cái hoa này đâu, chỉ có một mình tôi có thôi. Rồi, okay. Rồi đi khám phá tiếp. Khám phá tiếp coi, tôi qua này thử coi. Cái đảo này không có hết à? Sáng nhờ, tôi tưởng phải có cái gì đó chứ. Ồ, tôi đói bụng rồi, từ tôi đặt bánh kem ra, tôi ăn xíu đã. Sam ơi, qua đây ăn bánh kem nè, qua đây. Tôi bị đói bụng rồi. Ok rồi, ăn nè. Rồi, ăn đi, còn hai cái chừa cho bà đó, ăn đi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau về lại chỗ cắm trại nha, đi thôi. One hour later. Phong ơi, tôi nói nè. Hả, gì? Trời ơi, tôi đang tính đi ngủ mà, chuyện gì vậy? Ờ, tôi cho ông xem cái này vui lắm, tôi mới học đến bạn á, mấy bạn fan chị tôi á. Ông xem không? Đâu làm gì vui đâu, làm thử coi. Đây nhìn tôi nè. Ủa? Đó. Cục này bà kiếm đâu ra vậy? Ủa? Trời, tôi học mạng xong mấy bạn chị tôi lấy chỗ lấy đấy. Đó. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Oh my god. Trời ơi, rồi xong cái liều cắm trại của tôi biến mất luôn rồi. Trời ơi. Ủa, Sammy bà làm gì vậy? Cái liều cắm trại của tôi biến mất luôn rồi. Ủa mà sao lắc quá vậy ta? Trời ơi lắc quá. Ủa cái này là gì vậy? Không biết nữa, tôi nghe lời bạn fan làm luôn. Ui. Ui. Ui à, trời ơi, con này giết tôi luôn rồi. Con gì vậy? Ui. Hình như là quái vật mấy bạn ơi. Rồi thôi xong luôn. Sammy vô tình chịu hồi đó quái vật luôn rồi. Thôi xong toang rồi. Khoan từ. Mình lấy súng mình bắn đi Sam. Súng đâu? Bắn nó. Mày. Mày hả quái vật? Mày nè quái vật. Ui, nó quýnh tôi Sam ơi. Ồ, khoan, mấy con này là con quái vật gì vậy? Ây da, trời. Ui, rồi Sammy chết queo luôn rồi. Nhớ bấm nút hồi sinh nha. Ok. Ui, không phải bắn cái con bự ở đâu. Hình như con này tôi coi trên mạng rồi nè. Mấy người ta chỉ á là mình là cái bụng của nó hiện lên màu gì á thì mình phải bắn con màu đó, kiểu vậy sao á. Nè nó hiện lên màu xám nè. Màu xanh. Màu gì?
màu xanh nó bắn màu xanh đi Phong. À không, màu trắng kìa, nó hiện lên bụng nó màu trắng kìa. Ok, bắn con màu trắng. Mày hai. Ôi trời. Trời ơi, con kia nó giết tôi luôn rồi. Ôi đâu. Trời ơi, con quá Phong ơi, giờ sao đây? Ây da, trời ơi, tôi cũng bị nó quấn sắp mặt nãy giờ nè. Ây rồi xong, chết mẹ tôi luôn. Ây da, trời ơi, con này khỏe quá bạn ơi, trời ơi, nó đánh mình kìa. Ôi trời, xong rồi, chết queo tôi luôn, thôi xong. Ôi Sam ơi, tạm biệt Sam nha, tôi về lại trái đất đây. Ây da, trời ơi. Sao, bỏ tôi đi hả? Trời ơi, mấy bạn ơi, thôi xong rồi, Sammy vô tình triệu hồi ra quái vật rồi bạn ơi, trời ơi là trời, thôi, tôi đi đây, tôi không ở lại, ở lại mặt trăng đâu, Sammy rồi, bên đây nè. Chạy nhanh lên, trời ơi, chạy nhanh lên, trời ơi bạn ơi. Thôi không xong rồi, giờ mình với Sammy phải chạy về trái đất đây. Phải chạy về trái đất đây, không cắm chạy trên mặt trăng được nữa rồi. Ok, cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha. Nếu như mà mấy bạn thích video này thì đừng quên là hãy để lại một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đừng quên đăng ký họ cho Sammy nữa nha. Tạm biệt, yêu anh em phải nồi. Mình đi đây. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Rồi xong, Sammy lật hố rồi. Ok, Sammy ở đó đi, tôi chạy về đây. Tạm biệt mọi người.